Rạng sáng nay, một vụ nổ lớn xảy ra tại quán đồ nướng Sura BBQ Vinh nằm trên đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời điểm trên, một số người dân sống gần quán nướng này nghe một tiếng nổ lớn như bom, liền chạy ra kiểm tra thì thấy khung cảnh tan hoang. Dù đã khuya nhưng hàng trăm người đứng theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Sức ép từ vụ nổ khiến toàn bộ cửa kính của quán đồ nướng hai tầng bị thổi tung, nhiều mảnh kính vỡ từ tòa nhà bay xa đến 100 mét. Toàn bộ đồ đạc, bàn ghế trong quán đều hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Nghệ An đưa 6 xe chữa cháy cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Đến 1:45 sáng 20 tháng 3, tại hiện trường vụ nổ có mưa lớn khiến công tác khắc phục dọn dẹp gặp khó khăn. Được biết, quán nướng này hoạt động được hơn 2 năm. Những người dân sống gần quán cho hay, thường ngày sau giờ làm việc, các nhân viên và chủ quán nướng đều không ở lại quán, nên may mắn vụ nổ không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được tiếp tục điều tra làm rõ.